Chào mọi người. Hôm nay công ty đang đóng hàng cho khách sỉ. Cái này là hai đơn hàng sỉ ở Nội Thành Hồ Chí Minh. Hôm nay trời mưa quá nhỉ. Chai 500ml bên công ty nè. Ở trên nắp chai là sẽ có một cái logo để cho các bạn dễ nhận biết hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Đây là hàng chính hãng của công ty. Thường hàng đi là sẽ có thêm túi hướng dẫn sử dụng và hộp đôi. Hôm nay công ty có một đơn sỉ cho khách Nội Thành Hồ Chí Minh và một đơn sỉ cho khách tỉnh. Đơn đóng đi khách tỉnh thì các bạn sẽ đóng kỹ hơn. Và thế là xong đơn hàng sỉ. Bây giờ các bạn đó sẽ chuẩn bị gói đơn hàng lẻ cho Nội Thành Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.